Xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu của Minh Thiên nhé. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7, xưởng Minh Thiên lại chở một chuyến hàng từ xưởng về để nhập kho để cung cấp cho tất cả quý khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trước hết thì chúng ta có thể xem là xưởng Minh Thiên hôm nay nhập một xe hàng từ xưởng về kho là gồm có những mặt hàng gì các bác nhá. Đó, rất nhiều các mặt hàng khuôn nhựa composite các bác ạ. Đây là một chiếc khuôn chậu chữ nhật 80m2 các bác ạ. Đó, các bác có thể xem nhá. Các loại khuôn nha, và đây là những chiếc khuôn con hạt. Khuôn hạt này thì xưởng Minh Thiên đợt này là làm được rất nhiều khuôn đây để phục vụ cho các bác đây. Khuôn hạt bên Minh Thiên là đang có chiều cao là 1m6. Còn cái chiều rộng này là 40cm các bác nhé. Chiều rộng của khuôn hạc này là 40 này. Còn tổng chiều cao này là 1m6 các bác nha. Đó. Rất nhiều những chiếc khuôn nhựa composite mới mà xưởng Minh Thiên đã sản xuất ra để cung cấp cho nó cập với cái thị trường ở Việt Nam các bác ạ. Rất nhiều mẫu nha các bác nha. Đây là khuôn trụ biệt thự, trụ lan can biệt thự. Thì quý vị và các bạn có thể xem nhé. Riêng trụ lan can biệt thự này thì rất hot hiện nay rồi. Đó, khuôn này thì đã cấp ra thị trường rất nhiều rồi các bác ạ. Đó, rất nhiều. Có thì sao lại đóng cửa em? Tăng. Sao lại đóng cửa? Chuyển sang bên kia. Cho đỡ phải bốc nhiều lần à? Ở đây chật quá rồi à? Thôi được, chuyển sang đầu kia cũng được. Đó, rất nhiều các loại khuôn các bác nhá. Em có thể cho chị mở lại cho chị xem trong xe là còn có những khuôn gì đấy nhỉ? Cho sang mở hẳn ra đi cho chị xem. À, trong này là những chiếc khuôn phù điêu, chữ thọ, cửa sổ và khuôn trống đồng và khuôn rồng các bác nhá. Đó. Do là xưởng Minh Thiên nó hơi chật cho nên là phải chuyển sang một cái kho nữa để cho nó rộng, cả mà ở xưởng này thì nó lại chật quá nên là không có chỗ để xếp hàng nữa. Nó khuôn hàng các bác nhá, cực kỳ đẹp qua ba, đẹp như khuôn mềm luôn, y xì như khuôn mềm silicone các bác nhá. Đó, riêng khuôn hàng này thì trong khuôn này thì có tứ linh này, tứ phượng này và khuôn con lợn các bác nhá. Đó, khuôn hàng này cao 1m6 và rộng 40cm các bác ạ. Cực kỳ đẹp các bác ạ. Đó, các bác hãy kết nối đến Minh Thiên nhá để được cung cấp tất cả những loại khuôn mẫu mới nhất hiện nay, những mẫu mà xưởng Minh Thiên đã cấp ra thị trường nhiều năm nay rồi nhưng mà hiện nay thì vẫn rất chi là thịnh các bác. Thực ra thì khuôn mẫu xây dựng này quý vị nhá, riêng khuôn chậu thì nó thay đổi nhanh hơn, nhưng mà riêng khuôn xây dựng nhá, nếu như quý vị mà đầu tư một mẫu khuôn xây dựng mà nó có lỗi mốt nhá thì ít nhất phải có 10 năm các bác. 10 năm mới có thể lỗi mốt được nha các bác nhá. Đây là những mẫu khuôn hàng rào ly tâm. Đó, quý vị hãy lưu ý này. Khuôn mà sản xuất từ máy, tức là khuôn nhựa ABS nhá, là sản xuất bằng máy thì chúng ta mới có thể cho vào máy ly tâm để chạy ly tâm được. Còn tất cả những khuôn thủ công của chúng ta đều không thể làm ly tâm được các bác nhá. Đây là khuôn hàng rào tấm, khuôn sắt. Đó. Khuôn sản xuất bằng nhựa ABS, tức là sản xuất bằng máy thì mới có thể là cho vào máy ly tâm để quay được nhá. Nhiều khách hàng là cũng chưa nắm được cái việc là khuôn nào chạy ly tâm và khuôn nào không chạy ly tâm. Đó, vị lưu ý nhá. Các loại khuôn khác nhá. Đó. Rất nhiều. Các loại khuôn mẫu xây dựng nhá, hãy kết nối đến Minh Thiên nhá. Quý vị hãy lưu ý này. Gõ vào trên trang web của Minh Thiên nhá để cung cấp để tham khảo mẫu mã và giá cả nhá. Khuôn hàng rào.com. Đó, để tham khảo tất cả các loại khuôn mẫu xây dựng mà xưởng Minh Thiên đã cung cấp ra thị trường nhiều năm nay rồi. Nhưng mà rất nhiều bác vẫn chưa biết được rằng là các loại khuôn mẫu của Minh Thiên gồm có những gì nhá. Trên website nhà Minh Thiên có đến hàng vài trăm mẫu quý vị nhá. Cho nên quý vị hãy xem kỹ ở cái cột ở bên tay phải, cái cột bên tay phải, à bên tay trái xin lỗi, bên tay trái nhá, là có các loại cái